7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Anh đang muốn mua một bộ sản phẩm dành cho đúng rồi, kiểu đấy. Thì cái size B là cái size nào em nhỉ? Bọn em có B và C đấy. Tức là cái cúp B nó sẽ nhỏ hơn C. Chị em mặc B. Ừ. Chị em mặc sai bao nhiêu? Ừ. Giá giá người cũng như em ấy. Nhỏ như em đấy. Vốn lưng đấy. Ừ. Xem nào. Cái này là bé nhất ạ. Dạ. Em cầm thử anh xem. Ừ. Thử cái trắng này. Hello, xin chào bạn, chúng ta quay trở lại với channel mình là Vương Sơn Lâm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi một cái trò mà chúng ta sẽ đi chôn người khác bằng nụ cười. Ok, let's go. Vương Sơn Lâm. Trai của em có gì anh uống xong anh cảm thấy vui đấy. Khéo khi anh uống hết cốc này anh cười ở đây chết mất. Đồ cho người yêu ấy. Dáng cũng như em ấy. Máy là thử cái váy đi. Em thử không? Nhiều anh cũng dáng dáng giống như em ấy. Em ướm thử anh xem nào. Thử cái khác thôi. Trắng trắng rồi em đây thật đây đây thật để phải được cái dáng áo này nó rất là già và em cứ ướm thử anh xem nào. Không thích màu này đâu. Em cũng không thích đúng không? Đó em đâu, cho anh xem. Em cũng thử anh xem nào. Cái khác. Anh nghĩ là không cái khác. Em muốn là anh cười thế vô duyên nhá. Vô duyên gì? Đó em thử cho. Ông ấy ngoài 30 rồi. Cái là có bị tập hay là em thử đeo này xem. Thế à? Ok. Cái này là cái gì vậy? Cái này là cái quảng cáo của trung tâm đúng không?
sao sao lại có cái gì đấy, điện thoại tủ lạnh ở đây nhỉ? Sao có điện thoại tủ lạnh ở đây nhỉ? Thế em thử đeo cái này xem. Không mở ra được à? Cười gì á? Tạo Hương á. Cô gái này anh nghĩ là không xinh bằng em đâu. Thật đấy. Trên tay em đang cầm cái gì ấy? Vô duyên đấy. Sao lại vô duyên? Em có đeo bảng tên không nhỉ? Không. Đây là giá của nó đó. em thử ướm vào anh xem nó đẹp không? Anh thử ướm vào cái con canh kia kìa. Không không, em yếu ướm đẹp. Cứ thử anh xem nào. Cái này thì xinh rồi. Nhầm chỗ á? Á lại nhầm chỗ. Cho tâm em được hôn môi, lướt nhẹ trên làn da, một cảm giác được nâng niu, chăm sóc âu yếm và dịu dàng. Đó là khi bạn sử dụng khăn Poemi. Poemi là một sản phẩm mới đột phá về công nghệ sản xuất với cam kết tuyệt đối an toàn. Rồi em quay thử em xem. Đấy. Có gì đâu mà phải ngại nhỉ? Theo em thì màu nào đẹp hơn? Nếu là trẻ con trẻ nó có trắng. Trắng là đẹp hơn đúng không? Nhưng mà trắng nó có bẩn không? Sẽ dễ mặt hơn. Toàn nước luôn. Toàn nước luôn. Thôi thật ra không chêu mọi người nữa, mình đang quay đùa mọi người xíu vừa kia kìa. Chêu mọi người xíu thôi, cảm ơn nhiều, chúc buổi chiều với mẹ, bye bye. Làm sao hiểu được là mình đang chêu hai bạn xíu, mình đang quay đùa thế kìa. Thế nên mình đến cười sao người ta không hiểu mình đang cười cái gì. Cảm ơn hai bạn nhiều, chúc buổi chiều với mẹ, bye bye. Thôi ra không treo hai em nữa. Anh đang quay đùa treo em ở trên kia kìa. Quay treo hai em xíu thôi. Chúc hai em bán hảo vẻ nhá, bye bye. Thật ra là anh đang treo đùa em cả xíu thôi. Anh đang quay đùa kìa. Anh đang treo em một xíu thôi. Cảm ơn nhiều nhá. Chúc em buổi chiều vui vẻ. Bye bye. Ok em về em sốt là Vương Xuân Lâm. Vương Xuân Lâm. Ừ. Thật ra là anh trêu em tí thôi, anh bảo anh đang quay đùa em, kìa anh trêu em một xíu thôi. Anh đang quay đùa thì anh trêu em một xíu thôi. Quay đùa gì ạ? Đấy là cái trò đùa mà khi anh đi thử đồ người ta ướm một người mình cái xong anh cười ấy, đã hiểu đấy. Thì đó em hiểu không? Đang kêu đùa tí thôi. Chúc em buổi tròn được vui vẻ nhá, bye bye. Anh đang kêu tự dưng mình đến mình xong rồi mình kiểu mình cười với họ, mình kêu đùa với họ ấy. Ok, cảm ơn nhiều, bye bye.
Bye. Em biết anh rồi, anh hay làm video đúng không? Anh ở trường nông nghiệp đúng không? À, sao biết anh? Sao biết anh? Rồi anh đang kêu quay đùa hai em như kìa. Đấy, cảm ơn em rồi, bye bye. Để anh nhận tại vì người yêu em hay cho anh xem cái này đó. Yeah. Bye bye. Thôi không xem nữa. Là anh đang quay một cái trò đùa cái sai kìa. Đã đạt tiêu chuẩn EUV của châu Âu, một chứng chỉ kiểm định về sợ. Chúc em làm việc vui vẻ, bye bye.